Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành NAPK. Và với bản cập nhật mới thì chúng ta đã có thêm một con vị tướng mới nữa các bạn, Cai Ngục Quỷ Việt. Và đây là một vị tướng hệ sát với cái lớp là lớp nhanh nhẹn, lớp tướng vật lý các bạn. Tuy nhiên cái vai trò nó là vai trò support. Nói chung là cái lớp nhanh nhẹn mà vai trò support thì rất là hiếm trong game nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có cái con Mô Tát, nó thuộc lớp nhanh nhẹn và vai trò support, hoặc là con Phượng Hoàng. Đó, những cái con tướng mà lớp nhanh nhẹn và vai trò support thì khá là hiếm ha. Rồi, và vai trò chính của con này chính là giảm boost. Bây giờ chúng ta cùng đến với bộ kỹ năng của vị tướng này. Đầu tiên là skill tối thượng hay còn gọi là kỹ năng cuối ha các bạn. Rồi, vị tướng của chúng ta sẽ dùng dây xích để ngăn cản khi địch có hiệu quả tấn công cao nhất. Và trong 5 giây tiếp theo, khi địch bị hạn chế sẽ mất lượng máu tương đương với 120 hiệu quả tấn công của vị tướng chúng ta và không thể di chuyển hay sử dụng kỹ năng. Nói chung là bị xích lại các bạn. Và nếu hiệu ứng khống chế bị kết thúc sớm, kẻ địch sẽ phải chịu sát thương ngay lập tức tương đương với 310% hiệu quả tấn công, bỏ qua tất cả phòng thủ của kẻ địch. Nếu là cái đây là cái khi vị tướng thì dùng kỹ năng để khống chế một kẻ địch ha các bạn, mà nếu nó bị ngắt kỹ năng thì kẻ địch sẽ phải chịu sát thương và bỏ qua cả phòng thủ luôn. Và nếu có nhà tù xương trên chiến trường thì thời gian tồn tại của nó sẽ kéo dài thêm 5 giây khi mà vị tướng của chúng ta sử dụng kỹ năng tối thượng. Rồi, khi các bạn tăng mát thì kẻ địch không thể hồi máu hay còn năng lượng khi bị dây xích hạn chế. Và kỹ năng này khi tăng mát, khi mà kỹ năng bị kết thúc sớm, các bạn sẽ gây sát thương tới 410% và bỏ qua tất cả phòng thủ. Các bạn lưu ý ha, bỏ qua cái tất cả phòng thủ nè. Đến khi mà con này ra mắt để mình test xem nó hiệu quả của bỏ qua tất cả phòng thủ lên những cái con tướng, những cái con quái mà trên lập chiến nhiều thì xem như thế nào nha các bạn. Rồi, kỹ năng thứ nhất, tù nhân của tuyệt vọng. Vị tướng của chúng ta sẽ triệu hồi một cái nhà tù lên chiến trường và tồn tại trong vòng 30 giây. Và khi địch rời khỏi nhà tù xương sẽ mất 2% máu tối đa mỗi giây, nhưng không thể mất nhiều hơn 150 hiệu quả tấn công của tướng mình. Và cái địch trong nhà tù xương sẽ bị giảm 25% khả năng hồi phục năng lượng. Rồi, tăng mát thì giảm tới 40% hồi phục năng lượng. Và nhà tù này tồn tại tới 35 giây. Và nó còn mất thêm 15 điểm tăng tốc nữa các bạn. Nói chung là đây là nó một con tướng quăng cái debuff lên kia địch. Rồi, kỹ năng thứ hai, giả mạo linh hồn. Một kia địch bên ngoài nhà tù xương sẽ bị kéo vào và phải nhận sát thương tương đương 15% máu tối đa và không thể di chuyển trong vòng 2 giây. Và sát thương gây ra cho kẻ địch không thể vượt quá 250% hiệu quả. Lúc nào nó cũng có cái ngưỡng hết các bạn, để cho nó hạn chế sức mạnh của tướng ha. Nếu mà không có cái ngưỡng này, sức mạnh của tướng sẽ rất là ảo. Ở cấp 2, kẻ địch phải nhận sát thương tương đương 8%. Ở cấp 3, kẻ địch không thể di chuyển trong vòng 3 giây. Và mỗi lần giả mạo kẻ địch thành công, thời gian hồi của kỹ năng giám ngục vô tâm sẽ được tạo mới ngay lập tức. À, rồi, kỹ năng thứ ba, giám ngục vô tâm. Các cây xương khổng lồ lao vào phía kẻ thù trong nhà tù xương và gây sát thương tương đương. Gây sát thương các bạn. Rồi, và mỗi lần gây sát thương, 65% giá trị sẽ được chia đều cho fan và đồng đội bị thương nặng nhất và hồi lại với dạng máu. Nói chung là gây sát thương và hồi lại máu cho team mình. Ở cấp 4, là khi các bạn tăng cái ấn lên 60 nha. Cái địch bị gai xương đánh trúng sẽ bị hỗn sợ trong vòng 4 giây. Wow, có hỗn sợ các bạn. Rồi, và ở cấp 4 bên này nó là ấn 30 nha các bạn. Ấn kích hai kỹ năng này ha. Trang bị chuyên là móc xương. Và khi kích hoạt thì mỗi khi cái đồng minh tiến hoặc rời khỏi nhà tù, họ sẽ nhận thêm khiên, cái giá trị tương đương với 250% hiệu quả tấn công. Và tồn tại trong 8 giây mỗi lần kích hoạt. Xích 10 thì là nó tăng thêm 320%. Xích 20. Rồi, khi tiến vào hoặc rời khỏi nhà tù thì boost của quân địch sẽ bị loại bỏ các bạn. Xích 30 mỗi 8 giây trong nhà tù xương, phóng đại bạo kích sẽ vĩnh viễn giảm 6 điểm và kháng sát thương chí mạng của vĩnh viễn giảm 6 điểm. Cộng dồn tối đa 5 lần, tức là giảm tối đa được 30 điểm phóng đại sát thương chí mạng với là giảm bạo kích các bạn. Nói chung là con này nó chuyên về debuff cho kẻ địch rồi. Debuff với lại số boost kẻ địch các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đến với nội thất độc quyền. Với 3 món nội thất độc quyền sẽ kích hoạt cái kỹ năng tra tấn linh hồn.
và thời lượng của nhà thù xương siêu ca kéo dài thêm 5 giây với mỗi cái địch bên trong bị tử trận, tức là nó lên được 5 giây nữa các bạn. Thời gian tồn tại nó đã là 35 giây rồi. Ngoài vị tướng của chúng ta sẽ giảm 10% sát thương với nhận với mỗi cái địch trong nhà thù xương. Vậy nếu là 5 cái địch trong nhà thù xương thì sát thương khi nhận giảm xuống tới 50%, cũng khá khá ha các bạn. Nhưng đây là một con tướng nhanh nhẹn nha, đây là tướng nhanh nhẹn chứ không phải là tướng thuộc lớp tăng, do cái khả năng tăng của nó cũng là tương đối thôi các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ xem kỹ năng nha. Wow, khi các bạn đọc qua cái kỹ năng á, mình mới đọc qua cái kỹ năng các bạn, thì mình nghĩ cái nhà tù xương nó sẽ nhỏ nhỏ thôi. Cái nhà tù này nó là nó hoạt động nguyên một bên phía chiến trường luôn các bạn, nó hoạt động bên phía tiêm địch luôn, và những con mà nó có khả năng bay nhảy sang sau lưng đội hình của mình thì cái ông thần này ông có cái kỹ năng kéo lại các bạn. Các bạn để các bạn thấy không, nó có cả cái năng hút vô nhà tù xương. Rồi mình sẽ để tốc độ x4 để xem nó có triệu hồi một lần nữa không nha. Không các bạn, rồi như vậy thì chúng ta có thể thấy được cái kỹ năng của con này chủ yếu là nó hoạt động trong cái thời gian tồn tại của nhà tù xương các bạn. Mất cái nhà tù xương thì sức mạnh nó giảm đi rất nhiều. Rồi mình sẽ đánh lại cho các bạn xem. Rồi kỹ năng của con này chủ yếu là hoạt động khi mà cái nhà tù xương còn hoạt động nha, kể cả xích luôn các bạn, kể cả xích của vị tướng này cũng vậy. Và nội thất độc quyền nó cũng là dựa chủ yếu vào nhà tù xương luôn. Khi hết nhà tù xương thì nó sẽ là bao cát cho người ta quánh. Nhưng mà thời gian tồn tại vô nhà tù xương thì mình clear được team kia khá khá, thì còn một con kỹ năng nổ con này trố lại còn nữa coi như xong. Nói chung là đây là một vị tướng mà bộ kỹ năng chủ yếu nó xoay quanh cái kỹ năng này. Ở cấp 4 thì nhà tù xương tồn tại trong vòng 3 giây, kết hợp với nội thất độc quyền, mỗi lần một vị tướng nữa chết trong nhà tù xương thì nó sẽ được tăng thêm 5 giây tồn tại các bạn. Và các chiêu nộ nè, nếu nhà tù xương trên chiến trường, thời gian tồn tại nó kéo dài thêm 5 giây, tức là khi mà cái nhà tù xương còn tồn tại, vị tướng chúng ta xài chiêu nộ thì kết hợp thêm được 5 giây. Và để mình cộng điều kiện nha, điều kiện 35 giây cộng với 5 giây này nữa là tồn tại được 40 giây, tối thiểu là 40 giây, cộng với nếu nội thất độc quyền trong thời gian đó có vị tướng nào chết thì sẽ thêm 5 giây mỗi vị tướng, thì đâu đó thì con này tối thiểu thời gian tồn tại nhà tù xương của nó sẽ là khoảng 40 giây các bạn, nếu mà không bị dính cái kỹ năng rút mana, ít nhất cũng phải được 40 giây nha. Rồi và tất cả những gì vị tướng này có đều đến từ nhà tù xương. Được cái xích 30 ấy, vào hay ra đều bị giảm các bạn thì cũng được. Nhưng mà cái xích 30 này nó giảm sức mạnh của cái địch thôi, nếu mà nó có thêm một vài hiệu ứng nữa thì ngon. Giờ mình sẽ thử đánh trong trong team. Rồi team địch kia là toàn bộ là cái địch đều là những con tướng nó không có khả năng nhảy ra khỏi nhà tù xương. Không có khả năng nhảy ra khỏi nhà tù xương thì gần như sẽ là mục tiêu béo bở cho vị tướng của chúng ta rồi. Để mình thử kết hợp với Karen nha. Kết hợp với Karen, vừa dính nhà tù xương vừa bị Karen thả bơm thì nó sẽ như thế nào đó, các bạn dồn một cục vô luôn. Okay. Cái chiêu đẩy bánh xe bò của vị tướng này cũng quá hợp với Karen luôn các bạn. Karen thì rất cần kẻ địch bị dồn về phía những quả bom. Con này nó có cái một là chiêu kéo của nhà tù, cái chiêu thứ hai là chiêu đẩy, để các bạn thấy chưa, đẩy Lyca và đẩy cả nó đẩy Lyca với con Mahira dính vô đó.
Thôi, mình phát hiện một điều khá thú vị này các bạn. Kỹ năng của vị tướng mới kết hợp với kỹ năng của con thôn thợ xác thì nó tạo ra một chiến trường toàn là xương. Khá thú vị ha. Ok, mình sẽ đánh giá vị tướng này một xíu. Nói chung là trong thời gian của nhà tù xương còn tồn tại, các bạn kết hợp được team đã phát huy tối đa sức mạnh ép của quân địch vào cái nhà tù đó các bạn. Ví dụ như các bạn nãy ba bạn vừa rồi các bạn thấy khi mình kết hợp chung với Karen đẩy chung của nhà tù đó gần như là mồ chôn tuyệt vọng của team địch luôn các bạn. Kết hợp đó các bạn thấy nè, cái địch bị gai xương đánh trúng suy hỗn sợ trong vòng 4 giây, quá ngon luôn các bạn. Vừa bị hỗn sợ kết hợp với Karen khi bị dính bom đứng chón nữa chứ, wow quá tuyệt vời. Nhưng mà các bạn biết không, mình hơi ái ngại một chút, tại vì con này nó thuộc lớp tướng nhanh nhẹn nha. Mình có thể vào cái chỗ mà thư viện vô xong cái chỗ cây, cái nhánh cây mình sẽ cho các bạn xem cái lớp tướng sụp bột có những con mà nó là lớp tướng nhanh nhẹn khá là hiếm nha bạn. Đây đây các bạn có thể thấy à, tướng sụp bột đa phần là nó sẽ là kiểu tướng sụp bột thì đa phần nó sẽ là tướng thuộc lớp tướng pháp sư, nói chung là tướng thuộc lớp tướng mà hệ tinh thần, các bạn mang sức mạnh tinh thần đa phần nè. Ở đây thì có đặc biệt một chút là chúng ta có mô tát đây, nó cũng là lớp tướng nhanh nhẹn. Vậy ngoài ra thì chúng ta có thêm phượng hoàng, nó cũng là lớp tướng nhanh nhẹn các bạn. Còn đa phần ở trong đó thì toàn là lớp tướng thuộc trí lực hay sát thương bằng phép thuật không à. Cái vai trò của con vị tướng mới của chúng ta nó cũng tương tự vai trò của Leofit nè, cũng là vai trò giảm bút ha. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều và xin chào tạm biệt.